Xin giới thiệu bản tóm tắt sáng chế công nghệ điện gió mới STCM có hệ thống lưu trữ điện miễn phí của nhóm STCM. Về lợi ích của nó là phát triển ổn định, điện luôn có dù lúc trời không gió hay yếu gió. Chi phí sản xuất 1 kWh điện rẻ hơn năng lượng hóa thạch. Bán được điện giá cao nhờ đúng giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu người dùng cao. Công suất lớn, đầu tư thấp. Nhà đầu tư lợi nhuận cao và tạo nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. Tại sao đạt được những lợi ích trên? Thì đây là thành phần và nguyên lý hoạt động của một tổ máy phát điện. Gió làm nhiều bộ chuyển đổi năng lượng gió thành năng lượng khí nén, đặt trên hầm chứa khí nén kiên cố và bê tông cốt thép. Có nghĩa là ta không có dùng tuô bin gió như hiện nay nữa. Số khí nén này rất mạnh, có được do tổng hợp các nguồn lực tạo ra từ nhiều bộ chuyển đổi trên đi thẳng vào lưu trữ trong hầm chứa khí nén. Khi cần phát điện, mở van cho khí trong hầm thoát ra, làm quay tuô bin máy phát điện phát ra điện. Hầm chứa khí nén này dài 30 đến 50 mét, cao 8 đến 10 mét, hay dài hơn, cao hơn. Còn là đê biển song song tạo đất bồi, bao bọc bảo vệ rừng ngập mặn hay bờ biển. Đất bồi này sẽ là nguồn thu, càng làm giảm giá thành sản xuất 1 kWh điện. Theo giá mua điện gió hiện nay, nhà đầu tư đạt lợi nhuận cao, làm các doanh nghiệp khác thấy rõ dễ làm và lợi nhiều, sẽ cùng làm trở thành một đê biển lớn, dài, bao bọc, bảo vệ chống xói lở bờ biển một huyện, một tỉnh hay cả đồng bằng sông Cửu Long. Cái này đó thì cái công nghệ mà mới này ứng dụng được khắp mọi nơi trên thế giới. Còn ở đây thì chỉ nói đến là một cái thí dụ điển hình là ở cho các cái ứng dụng cho các vùng ven biển đấy, hay là các cái điện gió mà ở ven biển đó mà đấy, cụ thể như là một huyện hay một tỉnh của ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái này là xin tham khảo thêm cái sáng chế năng lượng tái tạo mới STCM video trên YouTube, thì gõ như trên năng lượng tái tạo mới STCM xin hết.